Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Ala Bio. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Bình thường vậy em đeo cái túi mà có túi tót á, cái túi đó chỉ có một kiểu đeo, hai kiểu đeo thôi. Một là đeo ở đây, mà đeo ở đây thì giống như mấy bà mà đi, mấy bà đi coi bói á, thì em phải đeo vậy thì em sẽ đi thử coi. Em chỉ có phải vậy thôi. Bê đê đó, trời ơi trời. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Dạ, anh chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Cái áo vest lấp la lấp lánh quá. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Thiên Phúc. Hiện nay em đang làm trong nghệ thuật với lại làm bên ngành thẩm mỹ. Phúc là bên ca sĩ à? Dạ đúng rồi chị. Em đi hát xong rồi em mới làm thẩm mỹ. Cơ duyên nào mà chuyển qua ngành thẩm mỹ à? Dạ tại vì em có bạn cũng làm bên diễn viên luôn. Dạ thì bạn em làm bên ngành thẩm mỹ trước cái rủ em vô. Thì lúc đó mình mới bắt đầu làm. À dạ. Còn em? Chào chị Hồng Vân và anh Thuận. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Thảo Vi, năm nay 26 tuổi. Hiện đang làm quản lý cho một shop mỹ phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Bên này làm mỹ phẩm, bên này làm thẩm mỹ. Nghĩ chắc chắn cái cơ duyên mà khiến xui để cho hai bạn gặp nhau là chắc chắn là phải có dính dáng gì đó đến cái chuyện gọi là làm đẹp. Dạ đúng rồi. Ngày trước là tụi em làm chung thẩm mỹ luôn. Thì sau này vợ em không làm trong thẩm mỹ của em nữa rồi mới chuyển qua ngoài làm mỹ phẩm riêng. Lúc đó là em làm chủ hay là em làm nhân viên? Dạ em làm bên kinh doanh. Kinh doanh. Dạ, còn vợ em là bên thu ngân. Ủa nhưng mà tại sao không làm tiếp tục nữa mà đi ra ngoài làm? Lúc đầu thì chồng của em là vô làm trước, sau đó em mới vô làm. Lần đầu tiên gặp á, em nghe mấy cái chị đồng nghiệp làm chung với em á thì nói là trong thẩm mỹ viện của mình á có một anh chàng làm ca sĩ. Trời, làm ca sĩ luôn hả? Chắc để mình ráng gặp mặt thử coi sao. Thì lần đầu tiên gặp chồng thì thấy là mặc đồ kiểu như hoa hòe bóng bẩy lắm. Em suy nghĩ là trời, mặc đồ bóng vậy hả, mặc đồ hoa vậy chắc BD quá à. Nghĩ em vậy xong đi đồn nữa anh, đi đồn hết nguyên công ty luôn. Mà lúc đó là đã nói chuyện với nhau chưa mà đi đồn? Dạ chưa. Dạ chưa, chỉ có chào hỏi một hai câu là ờ chào anh, chào em. Chưa gì hết trơn. Dạ. Mà đã đi đồn. Dạ. Người ta nói dạ, tao bóng đó. Rồi tội nghiệp nhỏ không? Dạ. Lúc đó là nhỏ là sao? Do là em làm bên kinh doanh á, nguyên một cái hàng ở dưới là người ta làm về giấy tờ để cho khách đi thẩm mỹ hết thì phải lại dưới thông qua. Thì ba của vợ em á là làm chung với em trước, là em với ba vợ em là thân lắm. Rồi xong bà này mới vô, cái em mới thấy bà này ở ngoài quầy là ngày đầu tiên, cái em mới chạy từ ngoài quầy em chạy vô chỗ ba vợ em là trong phòng kế toán á, thì ba em làm kế toán trưởng, cái em mới kêu ôi anh Châu, là ba vợ em tên Châu. Ủa con gái anh hôm nay mới vô làm hay sao vậy? Nói cái bà vợ em kêu ờ đúng rồi. Ủa sao em biết nó là gái anh? Thì em nghe mấy nhỏ nhân viên ngoại nói vậy. Nói ờ đây con gái của anh Châu đó. Cái xong kêu trời đất ơi, sao mà em thấy con gái anh dễ thương quá mà sao anh xấu dữ vậy? Cái từ đó là ba vợ em là ấn tượng với em luôn. Rồi sau đó là em nói chuyện ba vợ em nhiều hơn. Dạ thì cái kiểu của em là mỗi lần em đi làm á là em chào hết tất cả các người trong công ty luôn. Xong em mới ngồi xuống em làm. Cái ba vợ em cũng ấn tượng. Cái về nhà nói chuyện vợ em là khen em. Cái xong vợ em cứ kiểu là phản bác lại, ý là tôi nhìn cái thằng đó nó bê đê quá, nó lanh quá, nó lanh chanh, nó lôi trôi quá, nó khó chịu quá. Nhưng mà tại vì vợ em là bản thân bả ghét em cho nên là cái gì ở đó cũng, người ta cũng thích thấy đó. Dạ. Cái gì có mình phản bác là em đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng em thì sao? Tức là em gặp vợ em là em có thích không? Hồi đầu thì em thích chị, nhưng mà một hồi nữa em thấy bả ghét em cũng ghét luôn. Tức là kiểu mình có làm gì đâu, tự nhiên ghét mình, ghét người ta. Chưa kể là đụng mình cái vụ đó. Dạ nữa. Đúng rồi. Mà cái dòng mà ghét em mà làm khó em hay chọc lắm, ngày nào cũng ra em chọc hết á. Em chọc hoài luôn đó. Ủa chị làm nhà trong thẩm mỹ mà chị khó khăn quá, chị này kia quá, chị nhăn nhó quá, chị lên phường làm đi. Chị đừng làm ở đây nữa. Nói vậy cái bả càng ghét hơn. Nhưng mà sau thời gian cái em ra ngoài em chọc miết vậy, chọc miết cái thành thân luôn. Dạ. Khi mà em vô được mấy tháng thì hai đứa bắt đầu thích nhau? Làm chung khoảng 1-2 tháng vậy chị. Mới có 1-2 tháng thôi à? Mà biến đổi từ ghét mà thành thương luôn. Nhưng mà dạ. ai là người mà có cái cảm tình trước? Chồng em có. Sau đó là đi theo đuổi cô này dữ lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Để khẳng định cho cô ấy biết là tôi không phải như vậy đúng dạ. không? Dạ. Tức là cũng cố gắng khẳng định lắm, nhưng mà tại vì cái môi trường của em làm á là toàn là gặp khách hàng là đa số là nữ nhiều. Bà này là bà cứ ghen. Tức là mới quen biết nói chuyện thôi là bà đã kiểu em thân với nhỏ nào là bà khó chịu rồi. Cái miệng á thì bảo là ông này bê đê đó nha, rồi tụi bay đừng dính vô này ở kia, tụi bay dụ nó dụ tụi bay đồ này kia. Nhưng mà toàn là đi ghen. 2 tháng là bắt đầu có cảm tình về nhau. Dạ. Vậy thì bao lâu thì mới chinh phục được cô gái này? Dạ thêm 1 tháng nữa là 3 tháng. Tụi em đi ăn lẩu rồi. Một công việc duy nhất em lột có con tôm thôi là hốt con gái người ta về nhà luôn á. Là đâu kể con tôm nó có cái gì với em hả? Vậy tụi em đi ăn lẩu, bình thường em đi ăn gia đình là mẹ em lột tôm cho em ăn không à. Còn đi ăn bà này cái kiểu em thấy bà không ăn tôm,
em nghĩ là chắc là ở cái tính giống tôi rồi. Rồi cho nên em bóc con tôm ra, nói thôi chị ăn tôm không, em lột tôm cho chị ăn nha. Tự nhiên khoái mà em không hề biết bà khoái luôn. Mấy ngày sau nó bữa em lột tôm chị ăn chị thấy vui quá à. Là từ sau này trở đi là đi ăn lẩu em lột tôm hết. Vậy đó. Ủa là vậy, nó đơn sơ một mạc quá em. Chuyện dạ. Tình con tôm lột. Lý do gì mà bạn này lột tôm mà em gục ngã? Tại vì bình thường em cũng thích cái mẫu người đàn ông hơi ga lăng một chút xíu. Cái lúc mà bạn nó lột tôm cho em ăn, tự nhiên em cảm thấy là dạ chắc bạn này thích mình thiệt rồi. Kiểu như thấy được tấm chân tình của bạn đó qua cách lột tôm như mình ăn như vậy. Cái lúc mà sau khi mà em thích rồi á, thì em có còn nghĩ bạn này là BD không? Dạ. Tới giờ tới bây giờ em vẫn còn nghĩ là... Ủa sao vợ chồng đã ăn ở với nhau rồi mà sao vẫn nghĩ ta BD là sao? Lâu lâu cái hay đây thì em chị nói chứ cưng nghe nha. Chị nói chứ cưng nghe nha. Là ổng hả tới bây giờ luôn hả? Vẫn còn như vậy. Hồi đợt mà hai chồng mới cưới nhau xong đi Malaysia chơi hưởng tuần trăng mật, anh đi xuống bước xe buýt mà ảnh cầm cái giỏ mà ảnh cứ đi nè, tung tẩy đến nỗi mà những người mà đi chung với em tưởng hai chị em đi chơi chung với nhau luôn. Chúng em đi sao đâu mà người ta nói em vậy đâu. Bình thường vậy em đeo cái túi mà anh có túi tót á. Cái túi đó chỉ có một kiểu đeo, hai kiểu đeo thôi. Một là đeo ở đây mà đeo ở đây thì giống như mấy bà đi coi bối á. Thì em phải đeo vậy thì em đi thử coi em chỉ có phải vậy thôi. BD đó trời ơi trời. Tại vì em đi quen rồi không thể nào túi nào men hơn được. Tại vì mình thường đi thử thôi. Nó coi đàn ông người ta đi nè, ta đeo một cái túi nè, đàn ông mà đi nè. Đó thấy không? Đó. Thế là không á, còn cái tướng mà đàn ông nghe hồi nãy em đi nè, cái tướng của em nè nghe. Vậy là đàn ông. Nó có nhiều thứ mà vợ em cái gì cũng bắt bẻ em được. Nhưng mà nó nghe nè, anh cũng vậy nè. Có những lúc cái cử chỉ của anh nó rất là 3D, nhưng mà anh khẳng định anh là manly. Dạ. Đó. Thì đó, mà chị mới nói em nè, cái chuyện đó là chuyện bên ngoài thôi. Dạ. Còn cái nội tình bên trong thì sao? Anh sao? Rất là man chị. Man à? Đó. Ok không? Ok. Trả bài đều đặn không? Đó. Vậy làm sao với đây được? Rồi đó nghe là hai đứa quen nhau bao lâu thì cưới nè? Giờ từ lúc đi ăn con tôm tính ra 3 tháng tới lúc là đám hỏi. Rồi 3 tháng nữa là tụi em đám cưới luôn. Trời ơi, trong năm chưa tới năm nữa. Rất rẻn. 6 tháng đó. Dạ. Ủa mà sao kỳ vậy? Dạ, cái vấn đề ở đây là tại vì bà này. Lỗi của bà không đó. Cái gì cũng bà hết trơn á. Tại vì cái tuổi em tự cảm thấy mình còn nhỏ luôn. Nên em suốt ngày em đi chơi, tức là chiều là em đi giải công ty nè, tối em đi hát về, đi chơi, rồi tới khoảng 2-3 giờ mới về. Thì cái kiểu vậy thì em nghĩ là bản thân mình chưa lấy vợ được đâu. Xong cái bà này kêu, anh có nhắm anh quen em lâu dài không, rồi mình có tiến tới đồ này kia không. Không thôi, tại giờ em thấy em cũng lớn tuổi rồi. Anh tính coi mốt không em tìm người nào thích hợp hơn. Tại vì gia đình em cũng có giới thiệu anh đó đồ vậy đó. Cái em mới nói chết rồi, vậy là không được. Một là coi như là bỏ độ này luôn, còn hai là phải làm cái đàng hoàng. Đúng rồi, đúng rồi, là gác hốt. Dạ đúng rồi. Chứ xong em về em nói mẹ ơi, giờ con muốn cưới bạn này. Mẹ em không biết nhỏ nào luôn, nhưng mà mẹ em cũng kêu luôn là thôi cứ kêu nó đi chơi chung đi, rồi để ba mẹ coi sao, mà bởi vì ba mẹ qua nói chuyện với ba má nó. Ba vợ của em á thì sợ vợ em ế, còn ba của em á thì sợ em BD. Mà nói mẹ em kiểu em ơi giờ em coi sao cho ông Phúc lấy vợ nhanh chứ mốt không nó BD là rồi luôn đó. Mà mẹ của em á về nhà không thấy em. Ủa thằng BD chưa về hả? Ngày đầu tiên về nhà vợ em mà lộn luôn. Thì ở dưới người ta nấu ăn, mình mới về nhà ta mình phải phụ đồ vậy, mình chưa lên. Cái xong mẹ em hỏi, ủa xong BD nó chưa ngồi mà trời, nói bịt miệng kịp. Ý là thành quen miệng luôn rồi. Có hai bên đông đủ luôn. Dạ đầy đủ hết chứ không thiếu ai hết. Cái ngày đầu tiên, tức là tụi em có sống thử với nhau không? Dạ không có. Em không luôn á hả? Dạ. Em kiên hùng tới cái mức mà em vẫn sợ ảnh vậy mà em cưới luôn. Đúng ra là chưa phải thử chứ luôn. Tại vì em thấy là thôi mình cũng đàn ông quá rồi, cứ một bà BD về chắc cũng không sao đâu, bù qua sách lại. Dạ đúng rồi, ở nhà vợ em là như trời ơi Thảo ơi. Dạ. Cái đêm động phòng sao? Đêm đó. Dạ tụi em là không có đêm động phòng luôn, mà em là em chịu không nổi, em không thể nào em đợi tới đêm động phòng được. Tức là bình thường mình buổi sáng có đám cưới á, là buổi sáng á là sẽ là ra mắt hai họ. Rồi xong dẫn hai họ đi ra ngoài nhà hàng ăn. Cái tụi em dẫn đi ra ngoài nhà hàng ăn xong nói thôi bây giờ tụi con về, tụi con nghỉ ngơi nha. Nhưng mà thật ra về đâu nghỉ ngơi đâu anh. Tức là thay vì cái chuyện đó mình làm buổi tối, buổi trưa tranh thủ làm. Tại em biết chắc chắn tối em không thể nào làm nổi, cho nên buổi trưa làm quốc liền, bạch mấy ca luôn. Đó lúc đó em sao nè, em hết hồn không? Dạ cũng bỡ ngỡ. Em mình kiếm được thằng đàn ông rồi chứ không phải là con vợ. Bữa đó gom ngon lành không? Dạ tiền cưới á, là buổi tối á, chưa có đếm hết nổi. Thì tại vì mình đếm á, là mình phải ghi giấy để mai mốt mình đi mình trả lại cho người ta. Cái quá trình nó dài quá thì nửa chừng thôi mệt quá, mẹ em cũng mệt mà bà cũng mệt. Xong ngủ, sáng sau dậy chị, em dậy lúc đó khoảng 8 giờ mấy 9 giờ. Mở mắt dậy ra, không thấy vợ đâu. Trời em hết hồn luôn, nó chết.
cha tôi rồi. Tự nhiên tối đang ngủ mới ngủ vậy, mở mắt ra chết cha vợ đâu mất tiêu rồi. Tự mất vợ. Dạ mà em không gọi bả liền, em gọi điện cho mẹ em. Mẹ thấy bà Vi đâu không? Mẹ em cũng mẹ đâu có biết đâu. Trời ơi, tự nhiên từ sáng giờ nó lấy xe đi đâu rồi mẹ không biết luôn. Nó chết cha rồi. Em chạy mà xuống dấp chân té mà cái ống quyển em sưng lên luôn anh. Xong em chạy qua mẹ em, mở ra thấy hai mẹ con ngồi đếm tiền. Em nói wow dễ sợ luôn, nói còn cái gì để chơi không? Em mẹ chơi đúng không? Dạ. Mà ở nhà em với vợ em mà gây cái hơn là mẹ em binh liền. Mẹ mà thấy con mà lớn tiếng với con Vi một cái chắc với mẹ chưa. Trời ơi. Hai đứa lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tính tới bây giờ là khoảng được 1 năm 3 tháng rồi chị. Có em bé chưa? Dạ có rồi, có một bé 5 tháng rồi. Bé trai gái? Dạ con gái. Dạ con gái. Quá tuyệt vời luôn. Dạ. Ôi. Ở nhà hai vợ chồng có bày trò chơi rồi chơi vui với nhau được không? Nói chung vợ em á, hai đứa không chơi chung với nhau. Mà bà này thích làm mấy trò khùng trò điên. Bình thường em đang ngồi làm việc, cái khều anh em làm thằng lằn cho anh coi, cái đủ thứ trò rồi em lặn gà cho anh coi. Nó kiểu xúc đi Malaysia mà anh biết cái đường đi thang máy, cái đường mà cái thang đó là thang máy để mà mình vận chuyển hành lý lúc mà mình ở vệ sách đó. Kêu em quay clip lại rồi xong mà ngồi vách tường xong ngồi dưới xòe tay ra xin mẹ bây giờ mẹ làm, mẹ con làm ăn xin còn mẹ là người cho tiền nha. Xong ngồi ngay góc tường mẹ em chứ phải mẹ bả nha. Xong dựng clip ghép nhạc đứa bé vô hay lâu khô cuộc đời em y như thiệt vậy đó, nhìn tưởng ăn xin thiệt luôn. Mà em là người quay hả? Em là người quay luôn, em cười quá trời cười luôn. Mà xung quanh tôi tưởng là trời gia đình này chắc nó bệnh hết rồi. Đó, cái đó là có thể gọi là tật xấu không? Dạ cái đó chưa xấu nữa. Giờ tới phần khui tật xấu luôn. Chồng em thì rất là cọc tính, rất là nóng tính. Giống như em nhờ anh ơi làm giùm em này, giùm em này đi. Nhờ làm không được là bắt đầu cọc, cọc lên là đập đồ. Thôi em làm, không làm nữa, không làm nữa. Mà thường đập cái gì? Khôn lắm, đập gói không à. Để cho được để đồ. Mỗi lần nó giận lên như vậy là em nhìn em sợ không hay là em mắc cười? Em không có sợ mà em cọc lại. Kiểu như ai nóng tính với em là em nóng tính lại. Thành ra là hai chồng gây nhau thôi. Còn thêm một tật xấu nữa là hay, rất là hay vứt đồ đạc bừa bãi lung tung. Rất thích xì hơi. Thôi không có được gì nè, để người ta nói nè. Thích xì hơi mà thả bơm rất lớn luôn. Nhiều khi em đang ru con ngủ, thả lớn đến nỗi mà con giật mình. Con em á, tối nào nó ngủ là em phải ôm trên người rồi em hát một hồi nữa nó mới ngủ. Nó vừa ngủ xong cái chuyện mà bà này để cho bà này ôm rồi để cho nó bú. Nó đang ngủ là em làm cái bấm một cái nó giật mình luôn rồi xong bà chửi. Thằng điên, mày biết nửa giờ không? Bây giờ nó đang ngủ nha. Trời ơi. Mà mỗi lần thả xong trời ơi mà ảnh sảng khoái lắm. Thôi em đó. Dạ. Vợ em thì cái kiểu vợ em là tức là nhiều khi không có chuyện gì cũng nóng. Thứ nhất là cằn nhằn em mỗi lần em bực mình lên á là em muốn im lặng để cho từ từ em bình tĩnh rồi nói chuyện. Còn bả là em đang nóng. Bây giờ anh nói đi. Từ nãy giờ là em bực mình anh nóng rồi đó. Tại sao anh về anh đi không đi thang máy chúng em mà anh đi riêng là anh thái độ anh nói đi. Bây giờ em muốn nói đúng không? Ok, rồi xong em chửi tan nát luôn. Tức là bả không có chuyện gì, bả nóng mà bả phải để cho người ta bình tĩnh rồi bả nói. Rồi bả muốn liền. Bả là châm dầu vô lửa luôn, là dạ. Cho nóng luôn. Mà thích như vậy. Rồi hai vợ chồng gây nhau, em thì muốn nói nhỏ nhỏ thôi. Hai vợ chồng biết, còn bả nó gào lên. Anh có bị điên không? Ba ơi, mẹ ơi. Bả làm chuyện gì là khán giả phải coi. Hả, à, vậy đó. Còn gì nữa không? Dạ, cằn nhằn. Không phải cằn nhằn, cái đó người ta gọi là lải nhải á chị, lải nhải á. Thí dụ như mấy mốt anh làm ơn nha, anh rảnh á, anh giặt đồ cho con giùm em đi. Thay vì người ta nói chuyện nhỏ nhẹ thôi. Anh ơi, chừng nào anh rảnh anh giặt đồ giùm con nha, cho con giùm em nha đồ. Không. Anh giặt đồ giùm con đi. Anh ở nhà làm gì? Anh chơi không à? Ngủ không à? Không biết giặt đồ cho con. Trời đất ơi, em nói biết bao nhiêu lần vụ đồ rồi. Một tiếng đồng hồ chỉ để nói vụ quần áo và giặt đồ cho con thôi. Đó, là lại nhảy đó. Dạ. Rồi xong hồi đầu cái kiểu nói chuyện cọc lóc tự ái cao vô cùng. Hồi đầu mà em vừa mới cưới về, số điện thoại để cho biên tập bầu show ta gọi điện cho em á, em để cho vợ em nghe hết. Ở đang ngồi trên xe hơi ba vợ em chở đi á. Alo anh, bút số anh, chừng nào anh? Ok, nhiêu tiền? Rồi mà nói chuyện bút xong giống như là đi chợ vậy á. Nhiêu tiền? Mấy giờ anh? Rồi, bầu xô, trời, ông đó không biết ai luôn, tắt cái cục. Xong rồi điện lại cho em. Ủa em nãy ai mới nói chuyện anh vậy? Em coi lại cái thái độ của quản lý của em nha. Hỏi em hết hồn luôn. Thì bả như vậy, thí dụ như là sai thì em phải nói là mình phải biết tiếp thu. Em đang sai đó. Cái gì? Thằng nào vậy? Thằng nào gọi vậy? Nghỉ hát đi, không hát nữa, đừng nói chuyện với tôi kiểu đó. Trời, bả sai. Bả chửi tay như bả đúng vậy đó. Bả nói hên là chỉ có một người thôi chứ hai ba người là anh ở nhà chơi luôn em. Thế giờ em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ, vợ em thì em biết là vợ em nóng tính thiệt. Nhưng mà có chuyện gì mà em đang muốn im á, tức là hiểu em rồi để cho em từ từ em nói chuyện. Nên em là cái kiểu của em là sau một giấc ngủ là em quên hết chuyện cũ. Còn bả là bả thích
phải giải quyết rõ ràng, mỗi người phải rõ ràng, kinh chuyện nào chuyện đó, 1-1, 2-2 rồi mới ngủ, đừng có ôm cái bực trong lòng mà đi ngủ. Rồi mà em thì em muốn thôi từ từ đi, từ từ để cho anh nguôi đã rồi nói chuyện. Không, rồi hiểu ý ông chưa? Dạ hiểu. Rồi tới Thảo đó, em muốn ổng thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là chồng em gọn gàng hơn, vấn đề quần áo hơn chút xíu, đừng có bày bừa đây. Bây giờ em có em bé nữa, chăm con nó mệt rồi, đi làm rồi chăm con rất mệt này, về nhà về phòng thấy phòng nó bừa bãi á, thì cảm thấy mình rất là mệt, mình bực bội thì mình cằn nhằn thôi. Cho nên em cũng mong mà chồng kiểu như là xếp sắp xếp gọn gàng mọi thứ một chút xíu giúp em, để đỡ đần em trong công việc nhà chút xíu. Đó, cái chuyện đỡ đần trong công việc nhà đó là phải đỡ đó. Dạ. Mà con mới có 5 tháng, cái tuổi này là đầu là ăn dặm nè, mọc răng, mọc cổ rồi nó đủ trò, nó mệt lắm chứ không có đơn giản đâu. Thôi chồng mình nó nóng quá thôi mình cũng dịu dàng lại chút. Nhưng mà cái thời điểm này đang dễ bị trầm cảm lắm á nha. Đúng rồi. Cho nên là đừng có chọc ẻm. Đó, chọc gái lớn á. Bây giờ cưng gái lớn, chiều gái lớn xíu. Chị nghĩ vậy nè, em có buồn cái gì ảnh trong thời điểm này nha. Hay là em bực mình cái gì là em nói. Em cứ nhỏ nhẹ em nói, em đừng có giữ trong lòng, giữ trong lòng dễ bị trầm cảm lắm. Nhiều khi mình tự ái đó cái mình nói mình ghét quá, mình tự ái, mình giữ gì cái mình tự buồn vậy đó, tự buồn. Hoặc là nhiều khi ôm con xong suy nghĩ buồn, ba con bây giờ hết thương mẹ như ngày xưa rồi, ABCD suy nghĩ á, hiểu không? Đó cái là càng ngày càng tích lũy lại. Không ấy, tại vì chồng em rất là dễ thương luôn, duyên dáng vậy đó, hoạt bát duyên dáng, cho nên mình cứ việc nói. Lúc trước á, hai vợ chồng em cũng cãi nhau về cái vụ mà chăm con rất nhiều luôn. Lúc mới sinh xong thì kiểu như tâm lý mình thay đổi á, mình cũng hay cọc cằn nóng tính lắm. Nhưng mà sau thời gian em nói chuyện với chồng á, thì chồng cũng đỡ đần cho em rất nhiều về những cái việc mà làm việc nhà rồi giặt đồ cho con, trông con thì cũng giúp đỡ em rất nhiều. Thì cũng cảm ơn chồng đã hiểu cho vợ. Nắm tay cái đi. Rồi, nè. Khẳng định với chồng đi. Chồng là đàn ông. Bề ngoài em nói với người ta là nghĩ chồng bê đề, thật ra trong lòng em nghĩ là chồng em là 100% là đàn ông. Ta được rồi, đúng không? Rồi, xin cảm ơn hai em. Em thì ấn tượng vợ em là lúc em thấy rất là xinh. Lúc đầu thì có nghe là nói là 39 tuổi. Lúc mà mở rào ra em nghĩ không phải là 39 thôi. Tuổi này cỡ 34, 35 thôi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. À, xin chào hai anh chị. Em chào chị, em chào. Dạ, chào mời chị ông Bưng, chào anh Quốc Thuận. Mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trương Hoàng Nguyên, hôm nay em 44 tuổi, làm tài xế. Giới thiệu em đây. Tên là Nguyễn Ngọc Cẩm Tú, em thì làm công việc văn phòng, em năm nay vừa được đúng 40. Chào anh Nguyên. Chắc mình với bạn là bằng tuổi nhau đó. Em là sinh năm 80 đó. 80, ôi em nhỏ hơn anh tuổi. Cái cơ duyên nào hai em gặp nhau? Tụi em gặp nhau thì có lẽ là cũng tại sân khấu này. Bạn muốn hẹn hò? Dạ. Vậy là bao lâu rồi cưng? Quay hình là hôm 16 tháng 5 năm 2019 đó. Chị chưa có làm đúng không? Dạ, lúc đó còn năm thư. Gần một năm đúng không? Dạ, gần một năm. Nói chung là nhờ chương trình đó mà chương trình Vợ Chồng Son lại có một câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng ngày hôm nay, đúng không? Trước tiên phải cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ấn tượng của em về vợ em như thế nào? Em thì ấn tượng vợ em là lúc em thấy rất là xinh. Lúc đầu thì có nghe là nói là 39 tuổi. Lúc mà mở rào ra em nghĩ không phải là 39 thôi. Tuổi này cỡ 34, 35 thôi. Nghe đã không? Rất là xinh. Thật sự mà lúc đó em cũng không biết nói gì luôn. Cứng họng luôn. Thế còn em thì sao khi em gặp chồng em? Cảm xúc em sao, có giống như trong tưởng tượng của em không? Nó hoàn toàn gần giống như cái trí tưởng tượng của em luôn. Có thể là hơn nữa chứ. Khi mà chưa có kéo cái rào ra đó, thì khi mà nói chuyện hai bên á, là giống như là những cái gì mà mình mong muốn, cảm thấy là thích hợp hết rồi. Từ tính tình, công việc cho tới cái vấn đề đạo giáo của hai bên nó đều tương hợp hết trơn luôn. Mà tuổi hai đứa em cũng lớn nữa, nên là em đã coi như là ưng 80% rồi. Ồ, như vậy là coi như là cái ấn tượng về đầu tiên về nhau là coi như là rất là đẹp rồi. Mà sau chương trình thì sao? Ai là người chủ động coi như là hẹn hò? Kéo rèm ra tụi em bấm nút rồi này nọ, thì đi về á, cùng đi với gia đình hai bên cùng nhau đi ăn, rồi nói chuyện với nhau cũng rất là hợp tính luôn. Bố mẹ ảnh hiền lắm,
không mà... cũng đến chính là cái bữa đi xem là có hai bác đi coi luôn à. Có anh, bữa hôm đó là có bố với má em, có cả chị hai nữa. Rồi cái thời gian bao lâu thì tụi em cảm thấy là tụi em thực sự là yêu nhau, sau bao lâu từ cái lúc mà bấm nút đó? Nói chung là ảnh thì là hợp tình với em rồi đó, đi chơi gặp mặt qua lại gia đình cũng một vài lần, xong rồi chắc tầm khoảng 2 tháng. Nói chung lúc đó là đầu vô cũng chủ yếu là nói chuyện cho nó hợp tính, mình cũng không phải là đánh nhanh rút gọn gì, nhưng mà tụi em cũng đề cập tới vấn đề là sau khi bấm nút là sẽ tìm hiểu rồi sẽ tiến tới hôn nhân luôn. Riêng cảm xúc của em á là tầm khoảng sau 2 tháng, sau những lần tới nhà ảnh rồi đi chơi với ảnh, rồi nhìn cách ảnh chăm sóc em, cách ảnh cư xử với bố mẹ em bắt đầu em thích ảnh rất là nhiều. 2 tháng. Dạ. Rồi tới 2 tháng mới biết rằng là có nghĩa là quyết định là đây là người đàn ông của mình. Dạ, quyết định là mình sẽ kết hôn với người này. Nhưng mà anh Quyên thì có sớm hơn không? Tháng rưỡi hay là... Không, em thì cỡ nửa tháng à. Nửa tháng là thấm đòn rồi đúng không? Tại em thấy cái con gái là quá cái sự tưởng tượng luôn. Em thấy là nửa tháng thôi. Rồi, muốn hỏi nè, cái nụ hôn đầu tiên là sau bao nhiêu lâu? Kể từ khi coi như là cái ngày mà bấm nút. Dạ chắc em nhớ không lầm thì chắc cũng tầm đâu chừng hơn tháng rồi cùng à. Tại vì có như vậy nè, mẹ em á thì dạy học buổi chiều á là mẹ em vẫn còn dạy một số đứa trẻ mà 4-5 tuổi đây nó tập viết á chị. Thời điểm đó là cứ một tuần là ít nhất cũng phải 3-4 ngày á là ảnh đi qua nhà em chơi, là chủ yếu là ăn cơm với bố mẹ em luôn. Khi mà tới á thì là mẹ em vẫn còn đang dạy học, thường đa số là sẽ hai đứa xin lên lầu, trên nhà em có ban công á thì ngồi chơi, ngồi nói chuyện. Xong rồi chắc là khung cảnh cũng hơi hữu tình, cũng có trồng một ít hoa ở trên ban công, đèn tối tối nên hôn nhau. Không gì tới nó cũng tới. Dạ. Bao lâu thì cưới nè? Tụi em cưới là ngày 27 tháng 10 vừa rồi luôn á chị. Sau đó là khoảng chừng 4 tháng. Nghĩa là quyết định yêu nhau, quen nhau là cưới vài luôn. Tháng là cưới, một đó tháng là, sau là cưới. Chưa tới 5 tháng luôn là cưới luôn đó. Chắc là hai người giữ cho nhau đến ngày cưới luôn đúng không? Dạ, dạ, cái đó thì còn hên xui. Như vậy là trước đúng không? Dạ, tại tụi em cũng thấy quan niệm là lớn tuổi rồi. Không, cái vụ đó là biết rồi, cứ lặp đi lặp lại hoài cái vụ lớn tuổi hoài à. Thật ra là hai đứa chết. Em muốn có em bé sớm nên là cố gắng. Anh gợi ý đúng không? Anh gợi ý, em ơi, mình có em bé sớm đi em đúng không? Anh nói đúng rồi đó. Đó là ông nói đúng không? Đó. Em vì thương ảnh nên em chiều ảnh á, chứ thế cái thời mà hồi xưa lúc mà em chưa có ý định lập gia đình á, thật sự là em cũng không nghĩ là em muốn sinh em bé đâu. Mà đây sau khi đám cưới với ảnh, sau khi gặp ảnh, sau khi thương ảnh thì em rất là muốn có em bé cho ảnh. Mà đã có chưa? Dạ chưa, tụi em chưa. Xong chương trình này sẽ có. Ông mụ đang rảnh rang quá ở biết vụ đó không? Dạ chưa. Em có nghe, em có nghe vụ đó. Nên háo hức lên chương trình này lắm đó. Rồi. Em á, em có hồi hộp không? Cái mà giống như là mình gọi là ăn cơm trước kẽn á, em có hồi hộp không? Giống như là hồi mình mới lớn không? Có chứ chị, em cũng run lắm. Còn Nguyên có run không? em cũng sợ vụ đó lắm. Lúc đó thì nó quên luôn cái run luôn rồi. Quên luôn rồi. Sau đêm đó thì sao? Ông nó mắc cỡ hoài à. Sau đêm đó thì cứ đều đều thì vẫn còn vẫn sẽ có những đêm sau nữa chứ. Vui lắm đúng không anh Quyên hả? Dạ. Em không biết như thế nào, em chỉ biết là cứ mà vào 3 ra 7 thôi. Trời ơi. À thôi vậy cũng được. Mơ có em bé lắm à. Đó. Chung cái là có liền á. Yên tâm cứ hoạt động đều đều nha. Rồi có hai bạn có yêu nhau như vậy là nó cứ suôn sẻ tới lúc cưới luôn chứ không có cái biến cố, không có cái gì hết à? Dạ đúng rồi chị. Mọi thứ đều suôn sẻ hết. Dạ. Đúng không? Ba mẹ rồi bây bên. Giờ là hai người là lấy nhau rồi thì ở đâu? Ở bên nhà chồng hay ở bên nhà vợ? Giờ đang ở bên nhà anh. Cái ở bên nhà chồng thì thuận lợi về mọi thứ không? Dạ có bình thường. Giữa em với mẹ chồng là vui vẻ. Dạ gia đình nhà chồng em là kêu bằng hài hước lắm. Gia đình hài hước lắm không? Gia đình em cũng hài hước, gia đình chồng càng hài hước hơn nữa. Đó, bây giờ son sao, quá sao? Mà son quá mà giờ có tật xấu sao vậy? Anh ấy có tật xấu vô người đẹp tật xấu. anh em có tật xấu gì anh kể em trước đi. Tật xấu của cái chị ấy. Thật xấu của vợ em thì mới cưới về thì cũng được cỡ 5-6 tháng thôi. Em không thấy được nhiều gì hết mà chỉ có một cái thôi. Ăn cơm, mỗi lần ăn cơm, cứ mà vừa múc lên được một muỗng cơm là kế bên cái điện thoại ngồi bấm. Mê điện thoại. Trời ơi, cứ ngồi bấm cái điện thoại mà nhiều khi mà em ngồi em khều. Ăn cơm đi vợ. Mà cứ ngồi bấm hoài. Lâu lâu cũng hơi càm ràm em tí. Càm ràm, mê điện thoại. Dạ. Chứ lại nè, chồng làm tài xế. Không. Hay mấy bà vợ hay ghen lắm.
Cô ấy có ghen không? Không, vợ em thì em nghĩ là vợ em là tuyệt đối tin tưởng em. Em chạy xe thì em cũng chạy xung quanh Sài Gòn thôi. Nhưng mà đó giờ không có ghen hả? Có chứ. Thì tin tưởng em nhưng mà chắc chắn là có ghen. Đó thì bây giờ kể đi. Đó, cái câu chuyện ghen sao? Đó giờ có câu chuyện ghen nào? Thôi em bây ghen giờ... bu vơ à. Em ghen bu vơ tại vì nói thật ra là ảnh cũng chưa có gì. Nhưng mà em thích nói liên thuyên vậy đó. Em cứ ghen bu vơ. Xong rồi mỗi lần ảnh lên Facebook cái em liếc qua là đang thấy cái livestream bán hàng của mấy cô trên mạng á. Mà mấy có một vài cô bán hàng livestream thì mặc đồ hay thử đồ hở, đó hở hở. Cái ủa coi gì vậy? Anh thề anh không có follow, anh không có lít thích mấy cái này. Anh em không biết tại sao mà nó lại hiện lên cái Facebook của anh. Nói đâu có, anh phải làm cái gì đó rồi nó mới có hiện lên Facebook của anh. Chứ không có làm sao mà có. Thì cuối cùng là anh coi đồ hay anh mua đồ à. Coi hàng hay là mua hàng yeah. Đó. Em dở quá sao em nói luôn coi hàng để mua cho em. Cho em ơi, không có đâu chị, không hề, ảnh không có mua. Em cũng hay thích mua hàng online. Ảnh ngược lại, ảnh còn càm ràm em à. Mỗi lần mà em mua, nhiều khi em mua em phải giấu á. Tại vì sao mua xong rồi cứ hỏi em tiền ship bao nhiêu vậy? Mua cái này hết bao nhiêu tiền vậy? Mà mua mắc quá lãnh la đó. Đó, thật xấu nãy giờ đó là... Hay coi Facebook mà những cái trang bán đồ của các cô gái. Không biết, em cũng không biết tại sao mà cứ hiện lên Facebook của ảnh nữa. Nhưng mà cứ mỗi lần mở lên là thấy có. Rồi hả, em sợ lạnh. Thật sự là hồi xưa trước mà chưa lấy chồng em ở bên nhà em là không có máy lạnh. Có nghĩa là mấy chục năm nay là em không có biết xài máy lạnh. Chỉ khi nào vô công ty thì nó có máy lạnh phất phất thôi. Chứ phòng ngủ em là không có máy lạnh. Nên là cái thời điểm mà mới về nhà bên nhà chồng ở đó, trong phòng của chồng là có máy lạnh. Nên là em lạnh lắm. Tối nào mà em chỉ cần bước vô trong phòng mà lên ngủ là bắt đầu em chùm mền rồi. Em chùm lên tới cổ luôn. Cái anh nằm kế bên thì cũng coi tivi, em thì bấm điện thoại gì vậy đó. Cái tự nhiên nói trời em ơi anh cũng lạnh quá. Anh cũng lạnh quá. Cái anh lấy cái mền anh chùm vô. Anh chùm thì em cũng vô tư thôi, em không có nghĩ gì hết. Tự nhiên em thấy cái mền chùm qua đầu em luôn. Xong rồi một cái em không thở được luôn. Em không thở được luôn. Rồi ông làm gì? Anh cứ tưởng tượng đi, một cái mùi nó kinh khủng khiếp. Dạ. Em không thở được luôn. Mà chuyên môn vậy mà nhiều ông chồng bị cái tật đó lắm. Ồ, cái đó là thú lắm. Vui thú vui ừ thú vui. Có tật xấu gì nữa không? Có hay nhõng nhẽo rồi có hay mè nheo được có. Trời ơi tối nào cũng nhõng nhẽo. Anh từ hồi lấy vợ xong là anh suốt ngày anh cứ đau đầu xong rồi đau vai xong rồi đau chân, đau toàn thân luôn. Cái em cũng cười cười nói hình như là chết rồi, hình như là lỗi của em hay sao á. Tại sao lúc anh chưa lấy vợ anh không có đau cái gì hết, người anh rất là mạnh khỏe. Từ khi anh lấy vợ về cứ đêm nào anh cũng đau đầu, đau vai, đau chân, cứ lúc nào anh cũng đau. Em không biết là em có bóp không? Có chứ. Thì ý em nói ra là đau vậy đấy, cho mà xả mát xa nũng nhiễu, tức là nũng nhiễu nhõng nhẽo để mà bóc lột sức lao động của vợ. Thì em có cái tật á, dạng như cũng hay tủi thân. Mới mấy ngày trước là có cái buổi tối cái anh kêu em là anh bị đau chân, anh kêu em bóp cái chân cho ảnh. Em bóp chừng đất chừng 15-20 phút á, cái em nói thôi nghỉ nha, tại vì một hồi cái mỏi tay thì chưa hết, thôi làm thêm tí nữa đi. Xong rồi cái em cũng ngồi làm xong rồi cái em không có nói gì hết. Rất tự nhiên tủi thân, tôi thử coi, tôi không lên tiếng coi tới chừng nào anh mới kêu tôi ngừng. Ôi em ngồi em cắm cúi em bóp em vừa bóp mà em vừa giống như là kêu ngừng đi mà không ngừng. Mà mình thì mình cũng như là mình biết cái tính đó là mình khổ cho mình thôi. Tại vì mình tự ái kiểu đó thì mình khổ cho mình tự khổ. Nhưng mà vẫn lì em cứ ngồi bóp chân. Chị biết không, một lát hả, gần 1.5 tiếng luôn. Em bóp cái mặt cô, mấy đầu ngón tay em đỏ luôn. Xong tới lúc đó là cũng 11:30 là sắp đi ngủ, mới nói là thôi đi ngủ. Mới giờ em rưng đấy. Để thử coi đợi coi tới chừng nào anh mới kêu em ngừng, mà tưởng gì anh không kêu luôn. Mà ổng vẫn còn thức hả? Thì hai đứa cùng thức. Đâu, nhưng mà lúc đó... Tại vì anh tưởng tượng trong đầu á là lúc bóp hồ quay lên thấy ông ngủ rồi. Không, em ngồi em liếc với anh. Em liếc, em thử coi là anh có đi ngủ hay không. Nhưng mà tại vì lúc đó đang coi tivi, không có ngủ. Tâm lý của anh Nguyên lúc đó là sướng muốn chết luôn, nghĩ sao mà kêu ngưng đúng không? Đó. Cái thứ hai nữa là tưởng đâu là vợ mình nữa như là... Thì em cứ tưởng thích là... Thích massage. Em đâu có biết đâu. Có nhu cầu ghiền massage cho chồng. Đó, cho nên thôi thì có tự ái kiểu đó. Thôi, cái đó thực ra cũng phải tật xấu, hai vợ chồng tự điều tiết được. Bây giờ em mong anh thay đổi điều gì? Em bây giờ chỉ muốn là ảnh giống như là... Ảnh nó có cái tật á, cũng hơi bị nóng tính. Nhiều khi cứ có những cái câu nói á, mình dùng cái tông giọng nó bình thường thôi thì là nó sẽ mang một ý nghĩa khác. Mà khi mà giống như chị lên cái tông giọng cái là nó sẽ nghe một ý nghĩa khác. Nên là nhiều khi á, trong cái cách nói chuyện em biết chồng em không có ý gì hết. Không phải riêng nói chuyện với em đâu, nói chuyện với mọi người xung quanh nữa. Nhưng mà do cái giọng, cái cách nói á,
em nghĩ là sẽ gây cái sự khó chịu cho người khác. Muốn chồng em là cứ chầm chầm tính vậy, hạ cái volume xuống, hạ bình bình xuống tí, tiếc là quan trọng là âm lượng giọng nói. Em thì sao, em mong vợ em thay đổi điều gì? Thì lúc cưới về em chỉ thấy vợ em có mỗi cái tính xấu là ngồi bấm điện thoại, còn bao nhiêu là thật sự là bao nhiêu em đều là thấy bớt bấm điện thoại lại. Nhưng mà mỗi lần mà cổ bấm cái điện thoại vậy là có bao giờ anh Nguyên thể hiện cái âm lượng nó lớn quá cổ không? Không, chưa bao giờ. Không bao giờ lớn tiếng với vợ đúng không? Dạ, thật sự. Anh chưa bao giờ. Thì có nghĩa là giờ anh chỉ mong em là bớt điện thoại đến chi. Nói nhẹ ông thôi. Ghen với cái điện thoại. Ông ghen đấy em, chứ không phải đơn giản đâu, vợ chồng son mà. Tại sao không nhìn mặt tôi mà nhìn điện thoại? Phải tự nhiên em coi cái điện thoại hơn tôi đâu có được. Dạ đúng rồi chị, em có nói ủa hai có hai vợ chồng mình ngồi ăn cơm với nhau mà tại sao em ngồi bấm cái điện thoại vậy, anh ngồi ăn cơm mà sao mình tự nhiên anh không bằng cái điện thoại sao? Dạ. Rồi còn em á thì đó thì chị thấy cái mong muốn của anh vậy là cũng được. Còn cái vụ âm lượng thì đúng là tại chắc ngồi trong xe hơi cho nên chắc nói chắc người ngoài người ta cũng không nghe đúng không? Người ngoài tao không nghe, chỉ có vợ em nghe nên về sao em rút kinh nghiệm rồi. Cho nên vợ cảm thấy hơi hốt hoảng. Tại phụ nữ mà, phụ nữ sợ ăn to nói lớn lắm. Chị mà nghe ai nói lớn á chị cũng hoảng hốt lắm. Mà cái đó nó sẽ tạo gì biết không? Mình không yên tâm là nếu như mình không có cái bên chồng mình á, sợ chồng mình hay nóng sản với những người xung quanh á, rồi có chuyện gì xảy ra. Đó là cái điều mà chị sợ. Đó là chị đó. Đó thì chị nghĩ là vợ em chắc cũng giống như chị thôi. Thôi hai chồng điều tiết cái chuyện đó nha. Nhưng mà cái mục đích lớn nhất của hai người lên đây á là chị nghĩ rằng sẽ mong muốn có một đứa con, đúng không nhỉ? Đúng không? Cho nên bây giờ chương trình Vợ Chồng Son chúng ta xin nhường cái sân khấu này lại cho ông Vũ. Bất thuận 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 thuận. Áp lực quá, áp lực quá hả? Nó nghe này, trước tiên đó chút muốn hỏi nè, anh Nguyên anh có hút thuốc không? Dạ có. Có nhậu không? Ảnh không phải là không nhậu mà là ảnh ít, ví dụ như một lon, hai lon, đó rồi. Là trong gia đình hoặc xã giao. Rồi trước tiên thì Vũ Trượng khuyên nha, nên hạn chế thuốc lá, nếu được bỏ luôn trong cái giai đoạn mà muốn có con. Nè. Uống bia hạn chế luôn. Hôm nay là rất cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Quốc Thượng cũng chúc cho hai anh chị sức khỏe luôn luôn khỏe mạnh ha. Cuộc sống luôn luôn vui vẻ. Và đặc biệt là không lâu, một tháng sau bác sĩ báo tin vui ha. Qua năm sau sẽ chào đón một em bé tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Có cái là báo liền nha. Tụi chị cũng trông theo tụi em luôn á. Tụi em cảm ơn anh Quốc Thượng. Rồi xin cảm ơn.